Chỉ bằng một vài thao tác trên ứng dụng SV Online, một sản phẩm công nghệ của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã có thể hoàn tất việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của nhà trường trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và sau thời gian khoảng một tuần chúng tôi triển khai cái này thì gần như là các sinh viên trong khối đại học thì đều đã hưởng ứng cái việc này và cung cấp tình sức khỏe và các nhà trường nắm được một cách tức thời. Về phía Đại học Thái Nguyên thì toàn bộ các thông tin về sức khỏe của sinh viên thì Đại học Thái Nguyên nắm thường xuyên và các cái chỉ số về sức khỏe nó hiển thị liên tục theo thời gian. Ngay khi có một bạn sinh viên cung cấp tình trạng sức khỏe là các con số thống kê sẽ được nhảy trên hệ thống báo cáo của Đại học Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên quan sát được cái hệ thống này. Trong thời gian phải tạm nghỉ do diễn biến của dịch bệnh COVID-19, SV Online đã trở thành công cụ hữu hiệu đảm bảo thông tin hai chiều giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đại học Thái Nguyên và hơn 35.000 sinh viên đang cư trú ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sử dụng công nghệ sẽ giúp ích được cải cách thủ tục hành chính và thông tin nhanh gọn nhất. Và trên cơ sở có thông tin thì nhà trường sẵn sàng hỗ trợ tư vấn sinh viên một cách hết sức kịp thời. Và các thầy cô cũng giảm tải được những áp lực ngoài việc chuyên môn mà phải làm công tác quản lý. Vài năm trở lại đây, các phong trào hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã bắt đầu được đẩy mạnh trên các hạ tầng số. Đặc biệt là thông qua những ứng dụng do chính sinh viên tạo ra đã giúp cho việc triển khai các hoạt động được hiệu quả hơn. Với mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ cho các hoạt động của hội sinh viên, ứng dụng SV.net được đưa vào sử dụng cách đây 3 năm và đây cũng đang là ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất trong sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Khi một hoạt động được tổ chức thì chúng tôi đã biết ngay là trên phần mềm đã hiện lên cái việc tổ chức hoạt động đó, đặc biệt là cái việc quản lý đích danh từng người một tham gia là ai, tham gia như thế nào. Đấy, và có thể nói rằng là nó đã giảm thiểu một cách gần như là triệt để cái việc mà phải báo cáo các chi tiết, vì tất cả đã hiện lên thống kê trên phần mềm rồi. Đấy, và tất cả các hoạt động tính hiệu quả hay không thì sinh viên đều đánh giá. Đấy, theo các cái đánh giá theo cái sao và các em thích hoạt động đó hay không thì đều thể hiện được. Chuyển đổi số đang trở thành vấn đề thời sự mang tính then chốt cho sự phát triển trên các lĩnh vực. Mới đây, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã thông qua dự thảo nghị quyết chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với thế mạnh của Trung tâm Giáo dục và Đào tạo lớn thứ 3 của cả nước, số lượng hơn 40.000 sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng để Thái Nguyên triển khai và sớm thực hiện thành công các mục tiêu về chuyển đổi số.